những vụ hiếp giết mới đây gây chấn động dư luận. Quý vị thính giả thân mến, mới đây nhất là vụ người phụ nữ không chồng bị hiếp giết dã man trong đêm ở thành phố Huế. Cụ thể là chiều ngày 6 tháng 2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin về lời khai của nghi phạm Võ Văn Thịnh, sinh năm 1989, quê ở tỉnh Quảng Bình, tạm trú số 314 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế. Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai rằng vào tối ngày 4 tháng 2, thanh niên này ăn nhậu tại nhà nghệ nhân Nguyễn Văn Thuận, chủ cơ sở đúc đồng được đặt tại nhà bà PTH sinh năm 1963, ngụ tổ 19 khu vực 5 phường Thụy Xuân, nạn nhân của vụ trọng án, đồng thời là em ruột của vợ ông Thuận. Sau khi ăn nhậu, đến khoảng 21 giờ, Thịnh đi đến nhà bà H thì thấy bà đang nằm ngủ trên giường. Thấy vậy, Thịnh nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân. Khi đối tượng định thực hiện hành vi hiếp dâm, bà H đã chống cự quyết liệt, nên nghi phạm dùng chăn đè chặt vào mũi và miệng nạn nhân. Khoảng 10 phút sau, khi bà H ngưng thở thì Thịnh bỏ đi. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ. Cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng tình nghi Võ Văn Thịnh và thanh niên này đã khai nhận hành vi phạm tội. Trước đó, trong năm 2016, cũng đã xảy ra nhiều vụ hiếp giết gây chấn động dư luận. Chiều ngày 19 tháng 9 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp đối tượng Phan Văn Duy, 18 tuổi, trú tại thôn Giang Thọ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi giết người. Duy chính là hung thủ đã giết chết bé DTKT, 7 tuổi, trú cùng địa phương với Duy. Theo lời khai ban đầu của Duy tại cơ quan điều tra, vào khoảng 17:30 chiều ngày 17 tháng 9 năm 2016, Duy đang ngồi ăn mì tôm tại gốc cây bơ của gia đình thì phát hiện cháu T cùng chị gái đi ngang qua. Duy liền buông lời gọi cháu T vào ăn mì tôm cùng hắn. Là chỗ hàng xóm quen biết, cháu T không chút nghi ngờ đi vào với Duy, còn chị gái thì bỏ đi về nhà. Tại đây, sau khi phát hiện không có ai, Duy đã kéo cháu T vào một cốc cà phê gần nhà, dùng tay bóp cổ cháu T đến ngất xỉu. Khi thấy cháu T nằm bất động, Duy liền cởi quần của nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại. Trong khi Duy đang loay hoay thực hiện hành vi hiếp dâm, thì cháu T tỉnh lại và chống cự. Lo sợ cháu T la hét, làm cho mọi người phát hiện, Duy liền lấy quần của cháu T nhét vào miệng, khiến cháu T bị ngạt thở dẫn đến tử vong. Sau khi phát hiện cháu T đã tắt thở, Duy liền kéo xác nạn nhân vào giấu ở một cốc cà phê gần nhà. Sau đó hắn quay lại lấy quần và áo cháu T mang đi vứt tại một vườn cà phê cách hiện trường gây án khoảng 500m để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau đó Duy bỏ xuống ao một nhà hàng xóm tắm rửa, rồi đi bộ sang hội trường của xã Phú Xuân, cách nhà khoảng 5km, leo lên trần nhà nằm ngủ. Đến khoảng 6 giờ tối hôm sau, do nhịn đói và khát nước, Duy liền đi bộ về nhà để tìm đồ ăn. Tuy nhiên khi hắn vừa về đến đầu thôn thì phát hiện người dân cùng lực lượng công an đang truy tìm nên hắn bỏ trốn. Đến khoảng 14:30 ngày 19 tháng 9 năm 2016, do quá đói bụng, Duy liền tìm về nhà bà ngoại cách nhà hung thủ khoảng 1km để xin đồ ăn. Sau khi lấy đồ ăn vào gói bao ni lông, Duy mang lên ngôi nhà hoang của người anh họ để ăn thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Tiếp theo là vụ sát hại hiếp dâm nữ sinh lớp 3 trong vườn Thanh Long. Khoảng 4 giờ sáng ngày 15 tháng 9 năm 2016, người dân ở ấp Bình Long, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, khu vực giáp ranh ấp 3, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đi thăm vườn Thanh Long đang thắp đèn. Khi đi ngang qua bãi cỏ, bỗng phát hiện một xác chết nằm ngay trong khu vườn, xung quanh có những dấu vết lạ. Vụ việc nhanh chóng được báo ngay cho công an xã Thanh Bình. Đến nơi nhận dạng, gia đình vô cùng đau đớn, không thể kìm được nỗi đau khi biết con mình bị xâm hại, còn bị giết chết giữa đêm khuya ở nơi vắng vẻ. Tiến hành khám nghiệm tử thi, nạn nhân được xác định là NTKN, 9 tuổi, học sinh lớp 3, nhà ở ấp Bình Long, xã Thanh Bình. Theo gia đình nạn nhân cho biết, phát hiện cháu vắng nhà ban đêm, cha mẹ có đi tìm nhiều nơi nhưng vẫn không gặp, gia đình N chờ đến sáng báo cho công an biết để hỗ trợ truy tìm. Từ dấu vết tại hiện trường, trinh sát hình sự công an tỉnh Long An khẳng định nạn nhân bị giết và cơ thể bị xâm hại. Tiến hành ra soát những đối tượng trong khu vực, cùng với người dân cung cấp thông tin có một nhóm thanh niên tối hôm trước ngồi nhậu ở ấp Bình Long, sau đó họ giải tán về nhà. Nổi lên trong nhóm có đối tượng Phan Văn Mừng, 38 tuổi, ngụ ấp 3 xã Long Trì, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khẩn trương điều tra và từ chứng cứ cụ thể để lại trên người nạn nhân, trưa cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra về trật tự xã hội công an Tiền Giang đã quyết định bắt giữ nghi can để làm rõ. Được biết trong lúc này, nghi can Mừng vẫn đi làm thuê bình thường. Bước đầu điều tra, nghi can thú nhận rằng tối 14 tháng 9 năm 2016, Mừng đi nhậu cùng bạn ở ấp Bình Long, xã Thanh Bình về. Lúc ngà ngà hơi men, thấy em N đi qua nên ý muốn giở trò đồi bại. Ngay sau khi giết chết nạn nhân, Mừng mới thực hiện hành vi thú tính. Gây án xong, đối tượng còn bình tĩnh mặc quần áo lại cho N rồi về nhà nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Mừng dậy tiếp tục công việc làm thuê mà hàng ngày y vẫn thực hiện. Tuy nhiên, với thủ đoạn che giấu hành tung của mình, nghi can vẫn không qua mắt được các trinh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm. Lần theo dấu vết, công an đã bắt khẩn cấp hung thủ gây ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại vùng quê trước nay vốn luôn yên bình này.
Ngày 6 tháng 8 năm 2016, sau khi nhậu và xem phim đồi trụy, Nguyễn Văn Mười, 43 tuổi, ngụ xã Thanh Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, đi tắm thì gặp bé Phạm Ngọc Bích, 7 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, đi ngang cửa nhà sau, nên đã nảy sinh ý định sẽ quan hệ tình dục với cháu bé này. Mười kêu bé Bích vào nhà chơi rồi đóng cửa lại. Bị can ôm hôn đứa trẻ mới 7 tuổi nhưng bị phản ứng và khóc đòi mách mẹ. Tuy nhiên cơn thú tính nổi lên nên Mười tiếp tục có hành vi đồi bại với bé Bích. Quá hoảng sợ, bé Bích khóc và bỏ chạy. Sợ hành vi phạm tội của mình bị phát hiện nên Mười nắm chân bé Bích kéo lại. Sau đó Mười dùng tay phải bóp cổ và dập đầu bé gái xuống nền gạch nhiều lần khiến cháu bé nằm bất động. Mười đem xác của bé Bích bỏ vào bao ni lông rồi giấu trong ngăn mát tủ lạnh bị hư. Tuy nhiên bao ni lông rớt xuống nền gạch nên Mười mang ra đặt cặp vách nhà sau. Lúc này Mười nghe có tiếng động phát ra từ bao tải nên đối tượng lấy cái búa đập vào bao ni lông bên trong chứa xác bé Bích. Sau đó Mười đem xác của bé Bích giấu trong lu nước ở sau nhà và đậy nắp lại. Xóa xong dấu vết, Mười đi ra phía trước nhà thì gặp mẹ ruột bé Bích là chị Trương Thúy Hằng sinh năm 1980, ngụ huyện Bình Tân, đang nằm trên võng đút bánh lọt cho em trai Bích ăn. Mười kêu chị Hằng trả võng cho mình ngủ, chị Hằng kêu con trai trả võng cho Mười và nói đi tìm cháu Bích. Nghe chị Hằng nói vậy, Mười ngồi dậy đi vào nhà thay quần áo và lấy xe bỏ chạy. Chị Hằng đi tìm con gái khắp nơi nhưng vẫn không gặp nên truy hô để nhờ mọi người tìm giúp. Trong lúc đi tìm, mọi người phát hiện thi thể bé Bích nằm trong nhà Mười nên trình báo cho công an. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, nghi can bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn dưới gầm xe ô tô. Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã xét xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Văn Mười mức án tử hình. Vụ hiếp giết nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An. Ngày 20 tháng 5 năm 2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt khẩn cấp nghi can Lý Thành Đạt sinh năm 1997, trú bản Na Cống, xã Châu Hoàng, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, kẻ đã gây ra vụ hiếp dâm rồi sát hại một cháu bé 13 tuổi. Trước đó, lúc 22 giờ 30 tối ngày 18 tháng 5 2016, một số người dân đi rừng về thì phát hiện tại đoạn dốc Bà Hàng thuộc địa phận bản Tống 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu có một thi thể cháu bé đang trong thời kỳ phân hủy. Ngay sau đó, những người dân này đã trình báo sự việc lên chính quyền chức năng xã Châu Phong. Qua xác minh nhận dạng, nạn nhân được xác định là cháu Lô Thị Thanh, sinh năm 2003, trú bản Tống, xã Châu Phong, đang học lớp 7. Trước thời điểm phát hiện thi thể, chiều 11 tháng 5 năm 2016, gia đình cháu Thanh cũng đã trình báo sự việc cháu bị mất tích cho công an xã Châu Hằng. Sau đó, chính quyền địa phương cùng phối hợp với gia đình đi tìm kiếm nhưng vô vọng. Quá trình tìm kiếm thu thập thông tin, một số người dân ở bản Tống 2 cung cấp trước khi mất tích cháu Thanh có đi với một thanh niên tên Đạt. Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an cũng tìm được gần nơi phát hiện thi thể cháu Thanh có một chiếc ví đựng giấy tờ tùy thân mang tên Lý Thành Đạt. Ngay sau đó, nghi can Đạt được triệu tập lên lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đạt khai rằng, ngày 11 tháng 5 năm 2016, hắn đến ăn cơm uống rượu tại một nhà họ hàng ở bản Tống 2. Sau đó hắn gặp cháu Thanh nên chở đến nhà người quen của cháu chơi. Đến chiều hắn chở cháu về nhà. Tuy nhiên khi đi đến gần dốc Bà Hàng thì Đạt nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Thanh nên dừng xe lại lôi vào trong bụi rậm. Mặc cho cháu Thanh ra sức vùng vẫy và chống cự, Đạt đã dùng dây siết vào cổ nạn nhân và lôi đi. Tàn ác hơn, trong quá trình thực hiện hành vi đê hèn của mình, Đạt còn bóp cổ cho đến lúc nạn nhân tắt thở. Gây án xong, Đạt bỏ xác nạn nhân lại giữa rừng rồi trở về nhà. Người vợ xinh đẹp bị chồng đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu trong đêm. Những ngày nay, trên mạng xã hội xôn xao sự việc cô gái bị chồng đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin chia sẻ từ anh Đào Minh Tê ở xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, thì tối ngày 10 tháng 2, em gái của anh là chị Đào Thùy A, 25 tuổi, bị chồng đâm trọng thương. Anh Tê cho biết, vào đêm ngày 10 tháng 2, anh Nguyễn Văn L, 30 tuổi, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội, là em rể của anh, đi uống rượu với bạn bè bên cửa hàng. Nhậu nhẹt xong, L gọi em gái anh là chị Thùy A sang dọn dẹp và trên đường về nhà, người này say xỉn, lấy cớ ghen tuông rồi đánh đập và dùng dao nhọn đâm chị Thùy A 4 nhát vào người, gồm một nhát từ lưng vào phần mềm, một nhát từ lưng vào cột sống, một nhát từ lưng làm rách lá lách và một nhát vào đầu đúng thái dương, khiến chị này bị trọng thương. Anh Tê chia sẻ thêm, em gái mình được người dân đưa đi cấp cứu lúc 5 giờ sáng ngày 11 tháng 2 và mổ từ lúc 9 giờ sáng đến 19 giờ tối cùng ngày mới xong. Sáng nay, em mình đã mở được mắt,
Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên hiện Thùy An chưa thể nói được gì và vẫn đang được điều trị tại phòng hậu phẫu Bệnh viện Sanborn. Chia sẻ về em gái mình, anh Tê cho biết, Thùy A cao ráo xinh xắn, từ bé đến lớn rất ngoan, không va chạm xã hội. Sau khi ra trường chưa xin được việc nên mở hàng bán dưới phố nhà mình thì mới quen và lấy L. Hiện đã có với nhau một bé gái 3 tuổi. Còn về L, anh Tê cho biết, người này từ quê ra làm quản lý ở một quán karaoke sát nhà anh nên làm quen với em gái anh. Hai vợ chồng sau khi lấy nhau thì ở chung với bố mẹ vợ. Cách đây hơn 2 tháng, chị Thùy Anh bắt quả tang L có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác. Bị chồng đánh nhiều lần nhưng em gái tôi giấu không nói cho gia đình biết, cứ chịu đựng một mình. Mới đây bắt gặp chồng quan hệ bất chính rồi lấy tiền bạc ở nhà mang đi cho gái nên bực tức không chịu đựng nổi nữa. Thùy A mới viết giấy ly hôn nhưng L van xin, cả bố mẹ L cũng lên xin lỗi. Nghĩ thương con gái còn nhỏ nên em tôi và bố mẹ tôi nhiều lần bỏ qua, đùm bọc như con cái trong nhà. Không ngờ nó đâm em tôi như thế. Sau khi đâm em tôi 4 nhát, nó còn tìm vào tận bệnh viện để giết em tôi và đã bị công an bắt giữ, anh Tê kể thêm. Anh Tê cũng tâm sự, xảy ra sự việc như này, người làm anh như tôi đau xót vô cùng. Suốt 2 ngày nay, chầu trực ngóng tin em gái trước phòng bệnh, tôi chỉ biết bất lực khấn trời khấn Phật cho em qua khỏi. Về phần cháu mình, gia đình vẫn giấu chuyện mẹ nó bị bố đâm trọng thương, chỉ bảo mẹ bị ốm. Qua sự việc này, anh cũng mong cơ quan công an xử đúng pháp luật đối với Nguyễn Văn L. Hiện gia đình vẫn đang tập trung chạy chữa cho chị Thùy A tai qua nạn khỏi. Liên quan đến vụ việc trên, sáng ngày 12 tháng 2, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ đội điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường Nam Đồng thụ lý vụ việc và đang điều tra làm rõ.